Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Ngọc Anh rất là vui khi được gặp lại mọi người trên kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều. Và để mở màn cho video clip đầu tiên trong năm Canh Tí này thì ngày hôm nay Ngọc Anh sẽ unbox cho các bạn ba mẫu đồng hồ phải nói là siêu đẹp và siêu độc đáo, dành cho bạn nữ nào mà chúng ta yêu thích sự mới mẻ nè, sự hiện đại, và không những vậy là yêu thích với đá Swarovski nữa. Nghe rất là lạ phải không nào? Và nếu như các bạn muốn biết đá Swarovski là gì thì hãy theo dõi tiếp video này của Ngọc Anh nhé. Và đầu tiên thì Ngọc Mai sẽ giới thiệu đến cho các bạn đá Swarovski là gì nhé. Và đá Swarovski còn một tên gọi khác, đó là pha lê Swarovski. Và Ngọc Mai tiết lộ cho các bạn nghe một bí mật nhé. Đá Swarovski được đánh giá là loại đá đắt đỏ nhất ở trên thế giới. Và không những vậy thì cái độ sáng nổi bật của đá Swarovski trên bề mặt chắc chắn sẽ làm thu hút mọi ánh nhìn khi mà bạn sở hữu một chiếc đồng hồ với đá Swarovski trên tay. Wow, nghe là có vẻ thú vị rồi đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta hãy tiến hành unbox ba mẫu đồng hồ này nhé. Đầu tiên thì Ngọc Mai cũng nói qua ba mẫu đồng hồ ngày hôm nay mà Ngọc Mai giới thiệu đến cho các bạn, nó sẽ đến từ thương hiệu Saga. Và mẫu đầu tiên mà Ngọc Mai muốn giới thiệu đến cho các bạn, phải nói là Ngọc Mai cực kỳ ấn tượng về phần thiết kế của nó. Để xem nó như thế nào mà làm cho Ngọc Mai ấn tượng nhé. Vâng, và ngay trên tay Ngọc Mai lúc này đây, đó chính là mẫu đầu tiên của thương hiệu Saga mà Ngọc Mai muốn giới thiệu đến cho các bạn. Như Ngọc Mai đã nói ban nãy thì các bạn thấy thiết kế của nó rất là độc đáo đúng không nào? Như mẫu đồng hồ thông thường thì nó sẽ làm theo dây da hoặc là dây kim loại và có một cái mẫu thiết kế rất là truyền thống. Còn với mẫu đồng hồ này thì các bạn thấy nó được thiết kế như hình dạng của một chiếc lắc, rất là nữ tính. Và điều này càng giúp cho các bạn nữ có thể dễ dàng đeo vào tay chỉ với một thao tác cực kỳ đơn giản. Các bạn xem nhé. Rất là đơn giản đúng không nào, và cực kỳ độc đáo luôn ạ. Khi mà đeo lên tay của chúng ta thì nhìn rất là nữ tính và các bạn có thể vô tư phối nó với nhiều loại quần áo khác nhau. Và không những vậy thì có thể phối thêm phụ kiện như là bông tai nè, hay là dây chuyền nè, bằng bạc hoặc là vàng trắng nữa, cũng rất là điệu đà và nữ tính. Và mẫu này thì nó có số hiệu là 53585SVM WSV25, dành cho bạn nào mà chúng ta đã yêu thích chiếc đồng hồ này rồi và muốn tìm mua nó nhé. Và bên cạnh điểm độc đáo đó là đá Swarovski thì Saga cũng đã thiết kế cho chiếc đồng hồ này một mặt số được làm bằng kính xà cừ và với đường kính chỉ mới 19mm thôi. Và với thiết kế mặt số nhỏ như vậy thì nó cực kỳ phù hợp cho bạn làm một phụ kiện thời trang, phối với những chiếc đầm tiểu thư hay là những bộ cánh để đến những buổi tiệc sang trọng rất là bắt mắt. Và không những vậy thì phần viền xung quanh mặt số các bạn thấy là nhà sản xuất đã đính một loạt viên kim cương nhân tạo khiến cho nó càng tăng thêm sự lấp lánh và thu hút. Và một phần tiếp theo mà Ngọc Mai tin rằng các bạn nữ sẽ cực kỳ yêu thích đó là phần thiết kế cỏ bốn lá ở bên trong phần mặt số. Bởi vì sao ạ? Thường thì các bạn nữ sẽ rất là thích mang những vật dụng mang lại một ý nghĩa nào đó. Và cỏ bốn lá thì mang lại một ý nghĩa may mắn cho người đeo. Và vì vậy thì Ngọc Mai tin chắc rằng đây là một chiếc đồng hồ cực kỳ phù hợp cho các bạn nữ lựa chọn làm một phụ kiện thời trang không thể thiếu ở bên mình, cũng như là một vật dụng mang lại ý nghĩa may mắn cho bản thân. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mẫu đồng hồ thứ hai mà Ngọc Mai sẽ unbox trong ngày hôm nay. Vẫn là một chiếc đồng hồ của thương hiệu Saga. Thế nhưng thì mẫu đồng hồ này sẽ khác với chiếc đồng hồ đầu tiên mà Ngọc Mai đã giới thiệu. Các bạn thấy là nó vẫn được thiết kế với dây da và mặt số tròn như kiểu truyền thống. Nó không gây ấn tượng ở phần thiết kế dây đeo, thế nhưng ở phần mặt số chắc chắn rằng sẽ khiến không ít người phải đứng nhìn bởi vì độ thu hút của nó. Về phần thiết kế mặt số thì Ngọc Mai tin chắc rằng tất cả những người lần đầu tiên thấy nó cũng sẽ đều bị thu hút và hấp dẫn bởi phần thiết kế mặt số phải nói là cực kỳ tỉ mỉ và tinh tế. Và chắc chắn rằng những người thợ của Saga đã tốn không ít công sức và tâm huyết để đính lên phần mặt số từng viên kim cương nhân tạo phải nói là rất lấp lánh và mang lại một vẻ đẹp ma mị cho chiếc đồng hồ này. Và phối hợp với phần thiết kế những viên kim cương thì bên dưới những người thợ cũng đã phối hợp thêm phần tông xà cừ để tăng thêm sự độc đáo cho phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Và với mặt số 28mm thì chiếc đồng hồ này phù hợp với những bạn nữ chúng ta mang nét cá tính một chút và có cổ tay không quá nhỏ. Và chiếc đồng hồ này thì cực kỳ phù hợp khi mà chúng ta phối cùng với vest hoặc là những bộ trang phục sang trọng, hoặc là những bữa tiệc yêu cầu những trang phục cầu kỳ và có chủ đề bling bling lấp lánh một chút thì chiếc đồng hồ này phải nói là cực kỳ phù hợp luôn.
Và nếu như mà bạn nào đã yêu thích chiếc đồng hồ này qua phần giới thiệu của Ngọc Mai rồi thì hãy nhớ mã của nó là 53624SVBLBL2. Và các bạn có thể dễ dàng tìm thấy thông tin của chiếc đồng hồ này ở dưới phần comment của video này nhé. Mở đầu bằng sự ấn tượng rồi thì Ngọc Mai sẽ kết thúc bằng sự độc đáo. Và chiếc đồng hồ mà Ngọc Mai sẽ unbox cuối cùng này chắc chắn sẽ làm cho các bạn không khỏi ngỡ ngàng vì độ độc đáo của nó. Vâng, một chiếc đồng hồ được thiết kế theo dạng vòng charm rất là độc đáo. Và không phải mẫu đồng hồ nào cũng có thể sở hữu được mẫu thiết kế này. Mà chắc hẳn rằng khi các bạn nữ nhìn qua mẫu thiết kế này thì sẽ biết ngay nó lấy cảm hứng từ một chiếc vòng Pandora, đúng không ạ? Và Ngọc Mai bật mí luôn, từng viên charm ở trên chiếc đồng hồ này đều làm từ loại đá Swarovski đắt đỏ mà Ngọc Mai đã giới thiệu ở phần đầu đó các bạn. Nếu như ở mẫu thiết kế đầu tiên của Saga nó đem đến cho các bạn một phong cách tiểu thư sang trọng thì ở mẫu đồng hồ này Ngọc Mai tin rằng nó phù hợp với các bạn nữ mang một chút gì đó trẻ trung, năng động và hơi tinh nghịch một chút. Và với thiết kế phần mặt số hình trái tim và ở bên trong mặt số thì khảm vân xà cừ mang đến độ lung linh lóng lánh cần thiết, và đặc biệt là không kém phần nữ tính và điệu đà chút nào, đúng không các bạn? Và khi mà Ngọc Mai để nó lên tay thì ôi thôi, những hạt châm lấp lánh và cực kỳ nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Và đến đây thì nếu như bạn nào đã yêu thích mẫu đồng hồ thứ ba mà Ngọc Mai giới thiệu thì Ngọc Mai cũng xin đọc qua về mã sản phẩm của chiếc đồng hồ này, đó chính là 71825SVMWSV8. Các bạn có thể dễ dàng tìm thông tin của nó cũng ở phần comment bên dưới video này nhé. Và cuối cùng thì sau phần giới thiệu của Ngọc Mai tin rằng đây chắc chắn là ba món quà tặng cực kỳ phù hợp cho các anh nào chúng ta đang tìm kiếm một món quà dành tặng cho người yêu của mình trong dịp lễ Valentine lần này. À, và còn một điều Ngọc Mai muốn tiết lộ nữa, đó chính là nếu như mà các bạn mua những mẫu đồng hồ của thương hiệu Saga trong thời gian từ 9 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2020 thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một chiếc nhẫn hoặc là một sợi dây chuyền có đính đá Swarovski chính hãng đến từ thương hiệu Saga nữa luôn. Wow, một chiếc đồng hồ với phân khúc giá bình dân mà còn được tặng kèm thêm quà tặng nữa thì thật là tuyệt vời và hợp lý, đúng không nào? Vậy thì nếu như mà anh em nào chúng ta muốn mua ngay chiếc đồng hồ này rồi thì hãy để lại ở phần comment bên dưới nhé. Nhân viên tư vấn của đồng hồ chiều sẽ ngay lập tức liên hệ với bạn. Còn bây giờ thì Ngọc Mai xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và đừng quên subscribe kênh Đồng Hồ Chiều để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo.